Các bạn có biết tại sao piano cơ là sự lựa chọn tối ưu nhất khi mua đàn không? Thứ nhất chắc chắn đó chính là âm thanh rồi nha. Piano cơ tạo ra âm thanh tự nhiên và rất phong phú nhờ vào sự cộng hưởng của dây đàn và thùng đàn, điều mà piano điện khó mà có thể bắt chước hoàn toàn được. Thứ hai đó chính là cảm giác phím. Các phím của piano cơ có độ nặng và phản hồi tốt hơn, giúp cho người chơi phát triển kỹ năng và cảm nhận âm nhạc chính xác hơn. Thứ ba là trình diễn. Trong các buổi biểu diễn chuyên nghiệp, piano cơ thường được ưa chuộng vì chất lượng âm thanh và sự hiện diện của nó trên sân khấu. Cuối cùng đó chính là tính thẩm mỹ. Piano cơ có thiết kế đẹp mắt và có thể trở thành một phần quan trọng trong trang trí nội thất. Và hôm nay hãy cùng team Minh Phụng tham gia vào buổi bàn giao cây đàn piano cơ Yamaha U3E về cho khách hàng tại quận 7. Nào, hãy cùng mình bắt đầu video nhé. Cây U3E đã đến nơi rồi nè các bạn, và được đội mang lần lượt từ trên xe tải xuống, đẩy qua hầm xe rồi lên đến thang máy, đẩy dọc hành lang mới đến được phòng khách và đẩy vào vị trí đẹp nhất của căn nhà. Toàn bộ quá trình này, team phải nâng hạ và điều khiển một cây đàn piano gần 250kg. Tại sao piano cơ lại nặng đến như vậy? Đó chính là do kích thước và chất liệu đàn được làm từ gỗ cao cấp có tuổi đời bền lâu, và khung đàn cần ít nhất 230 dây thép được căng và chịu lực. Tiếp theo, mấy anh khui bộ quà tặng hấp dẫn: ống sưởi đàn chống ẩm, thân phủ phím, phủ đàn chống bụi và chày xước, và cuối cùng là một ghế piano tăng đơ cao cấp. Giờ hãy cùng mình tìm hiểu đôi nét về cái đàn Yamaha U3E này nhé. U3E được chế tạo kỹ lưỡng, bền bỉ và đáng tin cậy trong suốt nhiều năm sử dụng, với thiết kế cổ điển và thanh lịch, được làm từ gỗ cao cấp với lớp sơn bóng sang trọng. Điều này làm cho nó trở thành một món đồ nội thất đẹp mắt trong bất kỳ không gian nào. Âm thanh phong phú và mạnh mẽ với kích thước lớn hơn một số mẫu đàn khác. U3E cung cấp âm thanh cộng hưởng tốt hơn, đặc biệt là ở các quãng âm trầm, bản cộng hưởng hình xương sườn ba trụ thẳng đứng, chất liệu gỗ vân sam chắc chắn, khung đàn bằng gang tăng độ cứng và ổn định cho âm thanh. Búa đàn U3E bằng lông cừu tự nhiên, dây đàn bằng thép không gỉ. Nếu bạn đang tìm kiếm một cây piano cơ có cả vẻ đẹp và chất lượng thì Yamaha U3E là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Và còn gì tuyệt vời hơn khi các bạn mua đàn tại Minh Phụng Music với sự tư vấn nhiệt tình cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, cũng như nhận nhiều chính sách bảo hành 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Và hãy khép lại chuyến đi giao hàng ngày hôm nay bằng một giai điệu được biểu diễn bởi anh khách nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu bạn thấy video này hay và bổ ích, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share và subscribe, vì đó là động lực giúp Minh Phụng Music nỗ lực hơn mỗi ngày. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.